tới nhà dì ba nha các bạn, mình xem những cái công đoạn mà dì ba để chế biến ra một con cua. À, đây là ngày nay theo dì ba nói là dì ba mua được gần 20 cái cua tươi, mà trong đó là hết 6 ký là dây. Đây dì ba đang làm sạch những con cua. Cua này là cua cốm hả dì ba? Là cốm đó bà. Là ngày nay dì ba lấy được mấy ký cua cốm? Bữa nay có 4 ký, bữa nay mới có đó. À. Tại hôm qua dì ba kêu trước. À, ngày hôm nay là đặc biệt là dì ba có bán thêm cua cốm. Cua cốm này cũng nhiều người ăn. À, con biết sao không? Tại vì không có cua, cua cốm không có. Giờ lâu lâu mới có hay sao? Dì ba sợ bán nhiều khi ta chê mắc không ăn. Bữa nay làm đại. Mắc là bao nhiêu? Thì ở trong nó bỏ cũng là 600 rồi, cũng như là 600 đi, vì nhỏ thì kia nọ đó, giờ mình hấp cho mất số phí nữa là bán 1 triệu mình có lời, mà lời ít thôi không nhiều đâu. Không phải, đây là cua dì ba mới lấy từ sáng sớm về, bây giờ rửa sạch và cái nào là được, cái nào là chuẩn bị hấp. Đây được nè, cái này cái. Màu đen là cái. Đen ha nè. Nè cái nè. Đó. Chị ba bán cua được bao lâu rồi chị ba? 33 năm. Là địa điểm mình bán là chỉ có một chỗ thôi. Mới ban đầu thì đi lung tung. Chứ sau này mới về đây là cũng 10 năm rồi. Chỗ bán nè. Dạ. Yeah. Hồi đó bán Sài Gòn, chợ lớn, chợ tùm lum, bán chỗ nào không có. Gì bán? Hồi chưa, xưa có mấy chục à. Có mấy chục ngàn một ký á. Dạ. Hồi đó là bán cua nhỏ, cua số này nè, hồi nhỏ, cua cốm á. Cua cốm. Bây giờ là cua này, bây giờ cua này là nhiều nhất. Và cái càng là sẽ bự gì bà? Càng cua gì đây? Càng cua của gì ba nè. Bán rất là to. Mùi thì chưa bán chiều giờ chưa, hồi lúc trước thì tới 5-6 giờ cũng nhờ tụi giúp đỡ, thành ra giờ về sớm. Tại vì dì ba không thích ai vô làm phụ, biết sao mình làm mình mới vừa ý, còn người mấy đứa kia nó đâu có biết đâu, bởi vì trong nhà là của mình mừng á, hai gì cũng mừng một mình thôi, nếu mình cần thì cũng có, phải không, có cháu á. Tại vì cua này á nó mau chín. À, cua nhỏ mau chín hơn nên để ở dưới á mọi người. Hấp thường hấp là nó chín từ sắp trên. Xếp và cột những cái cua lại rất cẩn thận. Thường thì hấp là nó chín từ trên xuống dưới phải không bà? À đúng rồi. Dạ. Cua này cua gì đó vậy bà? Cầm có cua này à. Cái gà son. Xanh và cột những con cua lại gì ba sắp xếp và chuẩn bị luộc. Đây những con cua rất là to tươi. Rồi để bưng này lên trước. Ấy giờ nặng không con. Đừng lúc có những lúc. À đây là căn nhà gì ba sống một mình neo đơn. Đây tại con hẻm trên đường quốc lộ 50, quận 8. Có bỏ gì thêm không gì ạ? Không có gì. Dạ. Đổ một ít nước qua đầy cái sừng này rồi bật bếp lên. Đây là cái mâm cua dì ba đã làm sạch sẽ và bật bếp ga lên luộc nha các bạn. Theo dì ba thì theo dì ba nói thì đây là khoảng gần 10 ký cua. Và luộc trong vòng khoảng 30 phút. Đây, chúng ta cùng xem cái con cua dì ba luộc này. Dì ba chỉ bỏ một xíu nước thôi để luộc những con cua này. Đây. Tí nữa là sau khi chín là dì ba sẽ vớt ra. Đây, mới 10 phút mà mình thử xem cua dì ba luộc hả các bạn. Ui, nóng quá. Đó, này là gần chín hơn các bạn. Cua được, có.
Bây giờ dì ba sẽ sắp cua cốt lên trên. Trong thời gian chờ cua chín thì dì ba sẽ làm muối tiêu ớt. Muối tiêu này được khách hàng đánh giá là ngon của mâm cua dì ba. Ở trong đây nè. Muối dì ba làm muối là chỉ có ba cái nguyên liệu thôi dì ba. Vậy. Đây là công đoạn dì ba làm muối để chấm cái cua hấp, đúng không dì ba? Rồi nguyên liệu dì ba là gồm có những gì dì ba? Muối tiêu. Muối tiêu. Muối, bột ngọt, đường. Dạ, một bịch như vậy là hai muỗng muối hả dì ba? À, chừng miếng rồi nhiều quá ra nó mặn. Và đường. Ớt xay ngon rồi, ai cũng khen. Bây giờ ba buộc lại rất là đơn giản, không cần thun nha các bạn, tại vì chị ba có cái móng tay này nè mới làm được, chứ không có không làm được, thấy thun. Một con cua một gối vậy nè. Trời ơi, nó cười quá trời luôn. Thì là ca sĩ, giờ có một tiếng mà giống như là mấy người ca sĩ. Nổi tiếng hay gì ba? Đây là mâm cua gì ba đang lục. Bây giờ coi cua nó chín tới đâu rồi nha các bạn. Đây. Được rồi, mâm cua gì ba. Nóng đã chín rồi, đã vàng rồi. Sau 3 phút thì cua gì ba đã được hấp chín. Sau khi hấp cua xong thì ba sẽ lấy cua ra một cái mâm để trang trí lại. Dưới còn sống hả dì ba? Cái trên chín giờ mà dưới sống á. Giờ mới hấp lại á dì ba. Ừ. Bây giờ tâm trang mấy ngày trước. Nước. Trời trời. Phải đổ thêm một miếng nước nữa. Đổ xíu thôi là gì? Ừ. Mong đợi. À, đây là những con cua cốm chín trước cho nên dì ba đem ra tân trang cho nó đẹp mắt hơn. Bây giờ mình tân trang. Tân trang mình lấy gì tân trang với gì? Dầu. Ba? Dầu ăn của mình bình thường. Ừ. Tân trang để cho nó đẹp mà nó bóng à. Gì? Sau khi được quét một lớp dầu thì con cua, những con cua chín rồi trở nên bóng hơn, đẹp mắt hơn. Bốn kg cua cốm không mua tươi đã là 4 kg là gì? À, 4 kg đồ. Dạ. Gì ghê. À, 4 kg cua cốm tươi thì sau khi lột dây và cân thì còn bao nhiêu ký vậy ba? Xong rồi kia mình kiếm cái này là cho 1 kg đi. Dạ. Yeah. 1 kg phải không? Đó, thấy không? 4 kg. Mà còn lại có 2,5 kg. 2,5 kg. Ờ, cái này hồi nãy ha. Nãy 1 kg. 1 kg phải không? Này 1,5 kg nữa là 2,5 kg. Mất ghê không? Sau khi 4 kg cua tươi thì sau khi dì ba lột ra thì chỉ còn 2,5 kg. 2,5 kg. Mất 1,5 kg. Bây giờ là dì ba đi lấy cua gì ba? Hả? Mấy giờ dì ba lấy cua? 7 giờ. 7 giờ sáng rồi. Lấy sáng đi. Mỗi lần này đi là dì đi làm cái gì? Thì
thằng em dễ nó chở á. Chở ngày cho nó 8 chứ to 100. Năm nay cũng mua này tại nó biết sao không? Thịt nó dày quá đó. Nó lâu chín tại vì nó nhiều quá. Này nó còn dính bên đây nè ba ba. Cua nó chắc thịt quá. Mày lấy cái này ra. Cua chắc thịt không gì ba? Nó chắc quá nó mới vậy đó. Cái mâm. Đây mà người ta sẽ thêm một lớp dầu lên cho nó bóng hơn cua, đẹp hơn. Khi mà mình á, cua mình nó không có màu, mình bỏ màu, mình bỏ, mình tha dầu vô là nó nổi màu. Đây là những con cua đã luộc ra rồi, nhìn rất là chắc và đẹp mắt. Càng cua cũng rất là to, chắc nó là nặng ở trong. À, sau khi chuẩn bị xong thì ba sẽ xếp mâm cua hay ngắn lại, chuẩn bị đem ra một con hẻm trên đường Nguyễn Trãi bán. Chín giờ mà nó đạp cây, cái màu cua này nó vậy. Đặc biệt luôn. Là chín giờ gì? Chín rồi. Ba cái tư. Ba cái tư chưa trừ cái mâm này á. Chứ cái mâm này còn nửa ký à. Ba cái tư giống như còn có 2 ký chín hả? Là ngày nay là dì ba mua 20 kg cua tươi, nhưng mà trừ ra 6 kg là dây thì luộc ra là được 11 kg 2. Quá trời luôn. Đợi mấy sợi dây lên nó thì so như vậy với công sức và kinh nghiệm thì dì ba bán không mắc. Thì ba sẽ bỏ thêm chanh quanh cái mâm cua. Thêm muối vậy nha. Vô ít á, muối gì là ít kìa. Cái này cho Hà Tị ông ta đi. Ăn cua không cũng ngon mà. Ở cua cái xếp lên nữa hay gì vậy? Hả? Cái kia xếp lên luôn hả? Để riêng. Chứ đâu đất. Có chỗ đâu để. Trước đây cái mâm nào nữa? Không có mâm nào nữa, bây giờ mâm để xếp vô trong bỏ trong bịch. Ăn cua nó được xếp không? Đây là cả gia vị muối gì vậy đây? Đây là mâm cua dì ba đã trang trí xong, nhìn rất là đẹp mắt này. Đưa đi. À, mục tiêu nữa. Còn cái thùng nữa kìa bà ba. Cái. Này, dì ba sẽ bọc lên một cái lớp ni lông để cho đó. Khỏi ruồi. Mày lấy cái nó giữ được cái mâm cua nguyên vẹn như dì ba đã sắp xếp. Con chưa có dẹp dao gì của ba hết trơn á. Cái này dẹp lên nè. Thun này dẹp lên nè. Dẹp này chắc hết vốn à.
mày xúc cơm mày lấy cái dĩa cân bự quá. Ồ không bà ấy bà mừng rồi bà dẹp rồi đâu. Thấy không? Ừ. Cơm này xúc cho nó không bà ba? Ừ. Đó, con xé hết hay xé phần nữa? Xé 2 con thôi, 3 con đi. Có 4 con mà xé 3 con luôn hả? Ừ. Đã hoàn thành xong rồi thì ba, giờ là xong rồi. Thay đồ cái này đi bán á. Tắm. Sau khi chuẩn bị xong thì dì ba thay đồ và chuẩn bị đợi xe tới vác con cua ra ngoài con hẻm trên đường Nguyễn Trãi bán.